Trước hết xin có lời chào tất cả các quý vị và các bạn. Nhân dịp sang thăm chính thức Hoa Kỳ, hôm nay tôi rất vui mừng được gặp gỡ các quý vị tại đây. Tôi chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã mời tôi tới trao đổi với các quý vị. Tôi được biết, Trung tâm là cơ quan nghiên cứu và trao đổi học thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi học thuật và đối thoại giữa chính giới, học giả, nhân dân các nước về các vấn đề quan trọng và thiết thực liên quan đến an ninh, hòa bình và phát triển trên thế giới. Xin chúc mừng Trung tâm về những thành tựu đã đạt được và xin cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị. Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây chính là thời điểm thích hợp và có ý nghĩa để đánh giá nhìn nhận về quan hệ hai nước và chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai. Trước hết, tôi xin nhắc lại đôi điều về lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Có những sự kiện về lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chưa được biết đến một cách rộng rãi. Ngài Thomas Jefferson, trước khi trở thành Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, đã từng nỗ lực tìm cách nhập giống lúa tốt của Việt Nam để trồng ở trang trại Southern của mình tại bang Virginia. Cách đây hơn 100 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, trong khi tìm đường để giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đã đến Boston, nơi khởi đầu của cuộc cách mạng giành độc lập ở Hoa Kỳ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng là đồng minh trên mặt trận chống phát xít. Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã cứu giúp những phi công Hoa Kỳ bị Nhật bắn rơi ở Việt Nam. Và những người nước ngoài duy nhất có mặt bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày cách mạng tháng 8 chính là những người bạn Hoa Kỳ. Tôi xin kể một chút chi tiết là trong số 17 phi công Mỹ do Việt Nam cứu được, có một viên Trung Mỹ tên là William Shaw, quê ở bang Texas, Hoa Kỳ, đã được Hồ Chí Minh gặp, thăm hỏi và trực tiếp đưa sang Côn Minh, Trung Quốc để trao tận tay cho tướng Shannon là tư lệnh quân đội Mỹ lúc bấy giờ đóng ở đó. Hồ Chí Minh đã từ tay để viết khẩu hiệu có tranh minh họa để kêu gọi nhân dân Việt Nam cứu phi công Mỹ. Những cái lời kêu gọi này đã được đăng trên báo Việt Nam Độc Lập. Người còn làm thơ để nhắc nhở Việt Minh và nhân dân Việt Nam chúng tôi là quân đội Mỹ là bạn ta, cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh. Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới năm 1945 được mở đầu bằng trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Một trong những quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị cũng chính là Hoa Kỳ. Người đã gửi 14 lá thư cho lãnh đạo Hoa Kỳ, trong đó có Tổng thống Truman, đề nghị thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là hợp tác toàn diện. Gần đây chúng ta mới thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là có những cơ hội lịch sử đã bị bỏ lỡ. Và chúng ta đã phải trải qua một giai đoạn đầy thăng trầm và đau thương cho đến khi bình thường hóa quan hệ năm 1995. Ngày nay, tại Hoa Kỳ vẫn còn những ý kiến khác nhau về chiến tranh mà Hoa Kỳ đã tiến hành tại Việt Nam trong thế kỷ 20. Đối với nhân dân Việt Nam,
thì đó là cuộc kháng chiến để giành độc lập tự do cho dân tộc mình, giải phóng thống nhất đất nước mình, không phải là cuộc chiến tranh để nhằm chống lại hợp chủng quốc Hoa Kỳ, càng không phải để chống nhân dân Hoa Kỳ. Ngay trong thời kỳ chiến tranh đang diễn ra, nhân dân Việt Nam vẫn giữ tình hữu nghị với nhân dân Hoa Kỳ. Rất biết ơn nhiều người dân Hoa Kỳ đã đứng lên phản đối chiến tranh, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Trong đó, mục sư Martin Luther King là một trong những người tiêu biểu, các bạn đã biết. Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Mặc dù còn chịu nhiều hậu quả rất nặng nề của chiến tranh, trong đó có 3 triệu người chết, 4 triệu người bị thương, 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất dioxin và hàng trăm nghìn người đang mất tích trên chính quê hương mình. Nhưng chính phủ và người dân Việt Nam đã rất tích cực hợp tác và hợp tác rất hiệu quả với phía Hoa Kỳ để tìm kiếm những quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở Việt Nam. Ngày nay, mọi công dân Hoa Kỳ, kể cả các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, khi đến Việt Nam đều được chào đón một cách thân thiện, đều có thể cảm nhận được thái độ hữu nghị, chân thành của người dân Việt Nam. Điều đó có thể không dễ hiểu đối với một số người, nhưng lại là sự thật mà tất cả những ai đã từng đến Việt Nam đều có thể tận mắt chứng kiến. Sáng nay khi tôi gặp Ngài Xuân Bắc Kim, là chủ tịch, là vị trí của Thượng viện, cũng kể lại câu chuyện là hai ông bà sang Hà Nội và có nguyện vọng là muốn đi thăm thành phố và nhờ một người đèo xe máy đi mấy vòng xung quanh cái vào Hồ Hoàn Kiếm của chúng tôi, và lấy làm rất thú vị, thấy Hà Nội rất là an toàn, rất là yên ổn và tình cảm người dân hồ hởi, thân thiện với người Hoa Kỳ. Tôi nhắc lại một vài câu chuyện lịch sử này để muốn khẳng định rằng truyền thống hòa hiếu và mong muốn nhất quán của nhân dân Việt Nam về quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Hoa Kỳ giữa hai nước chúng ta là điều rất thực tế. Thứ hai, về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm gần đây, cách đây 20 năm, có lẽ ít ai hình dung được bằng cách nào mà hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vượt qua được nỗi đau của chiến tranh để xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ và tích cực như hiện nay. Trong suốt chặng đường 20 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển năng động, liên tục và ngày càng sâu rộng, trải qua nhiều dấu mốc phát triển quan trọng, từ chỗ cương thù, rồi chúng ta bình thường hóa quan hệ, rồi thiết lập quan hệ ngoại giao, rồi đến ký kết Hiệp định Thương mại song phương năm 2000 và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Và bây giờ cũng đang trên đà phát triển rất là tốt. Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được những tiến triển tích cực và thực chất. Hợp tác kinh tế có sự phát triển vượt bậc và Hoa Kỳ đến nay đã là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo đã có những bước tiến rất tích cực. Các bạn có biết là hiện nay có bao nhiêu học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam không? Hiện nay có hơn 16.500 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ, đứng đầu các nước Đông Nam Á về số học sinh, sinh viên học tại Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 20 năm qua đã tăng gấp 130 lần. Có nghĩa là từ 400 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên 36 tỷ đô la Mỹ năm 2014. Hợp tác quốc phòng an ninh cũng có những tiến triển quan trọng với bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2011.
và đặc biệt là tầm nhìn chung Việt Nam Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng vừa được ký kết tại Hà Nội tháng 6 năm 2015, nhân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam mới đây. Hai nước Việt Nam Hoa Kỳ cũng đã phối hợp tốt trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, từ không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, đến bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an toàn an ninh hàng hải, an ninh hạt nhân, duy trì hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác ở châu Á Thái Bình Dương, vân vân. Hợp tác nhân đạo giữa hai nước, trong đó có việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đã và đang được triển khai ngày càng tích cực. Việt Nam coi việc tìm kiếm binh sĩ Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là vấn đề nhân đạo và sẽ tiếp tục hợp tác tốt với Hoa Kỳ trong hoạt động này. Quan hệ giao lưu nhân dân phát triển ngày càng sâu rộng là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hữu nghị giữa hai nhân. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tích cực trong 20 năm qua là trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đó là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và hợp tác cùng có lợi. Những năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng bước đạt được nhận thức chung về những nguyên tắc này. Đây cũng chính là một nhân tố quan trọng cho việc xây dựng lòng tin chính trị giữa hai nước. Có thể khẳng định rằng, sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 20 năm qua là tích cực và đúng hướng, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Đó là kết quả nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Đó cũng là một thí dụ thành công về quan hệ giữa các nước đã từng đối đầu trong quá khứ, có thể chế chính trị khác nhau, phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác của thời đại. Nhân dịp này, tôi muốn cảm ơn các chính khách, tổ chức và cá nhân của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhiệt tình ủng hộ và nỗ lực đóng góp thiết thực để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập niên qua. Đặc biệt, cảm ơn những người bạn Hoa Kỳ đã tích cực giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đoàn kết ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Các kết quả và bài học kinh nghiệm trong 20 năm qua cho phép chúng ta lạc quan về triển vọng sáng sủa của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Thứ ba, về chủ trương của Việt Nam trong công tác đối ngoại trong tình hình thế giới hiện nay. Thế giới đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải có những tư duy mới và phương thức hành động mới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và các xu thế hợp tác và phát triển toàn cầu hóa, dân chủ hóa đang mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và sự hợp tác giữa các quốc gia. Các cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế, khủng hoảng xã hội nhân văn đang đặt ra những yêu cầu mới về mô hình phát triển công bằng và bền vững. Về quan hệ hợp tác kinh tế giữa các quốc gia và trật tự kinh tế quốc tế, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh hàng hải, vân vân, nổi lên với những đặc điểm mới, tác động mạnh tới hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, đòi hỏi phải có tư duy và cách tiếp cận mới đối với các vấn đề an ninh. Các vấn đề khủng hoảng môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, đang đặt ra những yêu cầu mới về phương thức sản xuất và sinh hoạt của con người, về xử lý mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Trong một thế giới toàn cầu hóa, sự tùy thuộc giữa các quốc gia ngày càng tăng cả về phát triển và an ninh, thì luật pháp quốc tế
sự tôn trọng lẫn nhau và sự hợp tác giữa các quốc gia càng cần được đề cao hơn bao giờ hết. Châu Á Thái Bình Dương, khu vực tăng trưởng năng động nhất thế giới, vừa có đầy đủ các đặc điểm chung của thế giới, vừa có những đặc điểm riêng của khu vực. Trong khi quá trình hợp tác liên kết kinh tế đang được thúc đẩy nhanh chóng mạnh mẽ với nhiều sáng kiến liên kết nối trong và ngoài khu vực, thì những thách thức đối với hòa bình, an ninh và ổn định đang đặt ra ngày càng gay gắt, nhất là do sự gia tăng căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền trên biển. Trong khi sự tùy thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các nước ngày càng gia tăng, cả khu vực vẫn chưa có được các thỏa thuận, cơ chế hoặc cấu trúc an ninh tập thể hữu hiệu để đối phó với các nguy cơ thách thức đang nổi lên, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo cực đoan, chủ nghĩa đơn phương đang có xu hướng trỗi dậy. Tình hình đó đòi hỏi sự quan tâm và sự nỗ lực hợp tác của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Về kinh tế, chúng tôi ủng hộ các mô hình hợp tác vì phát triển công bằng và bền vững cùng có lợi giữa các quốc gia, ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy thương mại và đầu tư đem lại lợi ích công bằng cho tất cả các bên, nhất là cho người lao động ở tất cả các nước. Chúng tôi cho rằng phương thức hợp tác tốt nhất là trên nguyên tắc bổ sung tương trợ lẫn nhau cùng phát triển, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các quốc gia. Về chính trị an ninh, chúng tôi ủng hộ quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng tôi ủng hộ việc hình thành các thỏa thuận, các cơ chế hợp tác kinh tế và an ninh giữa các nước trong khu vực và trên thế giới phù hợp với các nguyên tắc trên. Chúng tôi ủng hộ một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển thịnh vượng, được kết nối bằng các liên kết kinh tế và các quan hệ hợp tác kinh tế cùng có lợi trong và ngoài khu vực, có các thỏa thuận và cơ chế bảo đảm an ninh chung, an toàn và tự do hàng hải hàng không. Trong đó, việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc an ninh chính trị đang hình thành ở châu Á Thái Bình Dương là phù hợp và có lợi cho hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới. Chúng tôi cho rằng châu Á Thái Bình Dương có đủ cơ hội cho tất cả các nước trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và các nước EU. Trên tinh thần đó, Việt Nam chủ trương tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam đã mở rộng quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước trên thế giới, hình thành quan hệ toàn diện, đối tác chiến lược với các nước, các đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Việt Nam đã tham gia và đang tích cực tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có TPP, một hiệp định có quy mô rất lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ và khu vực châu Á Thái Bình Dương. 4. Về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới, hai nước chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đó là tiền đề rất quan trọng cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong năm tới. Trước mắt, chúng ta phải cùng nỗ lực để không ngừng làm sâu sắc, phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện, tạo cơ sở nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong tương lai. Động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo định hướng đó là những lợi ích chung mà hai nước cùng chia sẻ. Theo tôi là có mấy điểm. Thứ nhất, chúng ta có lợi ích chung trong tăng cường hợp tác song phương một cách toàn diện vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Thứ hai,
chúng ta có lợi ích chung trong thúc đẩy hợp tác ở khu vực để góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt là việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, tự do hàng không trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ ba, chúng ta cũng có lợi ích chung trong hợp tác phối hợp các nỗ lực để đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ rằng một nước Việt Nam giàu mạnh, ổn định, độc lập, tự chủ, hội nhập và đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế là phù hợp với lợi ích của hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương và thế giới, là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ và các nước trong và ngoài khu vực. Trong thời gian tới, chúng ta có rất nhiều việc cần làm để đưa quan hệ song phương không ngừng tiến lên phía trước. Trước hết, việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo chính giới và nhân dân hai nước là hết sức quan trọng để đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Nhằm mục đích đó, chúng ta cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa các kênh nghị viện, giữa các chính đảng, mở rộng các cơ chế tham vấn, đối thoại trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Đó chính là một trong những mục đích của chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chúng tôi cũng mong sớm được đón Tổng thống Barack Obama sang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Hôm qua tôi đã có lời mời chính thức đối với Ngài Tổng thống và Phu Nhân. Và rất vui là Ngài Tổng thống đã vui lòng vẫn áp dụng nhiều rào cản thương mại đối với Việt Nam. Tôi hy vọng với việc hoàn tất đàm phán TPP sắp tới sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư của Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại giữa hai nước, giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Bởi lẽ, hàng hóa của Hoa Kỳ vào thị trường Việt Nam là 90 triệu dân, nhưng còn được kết nối với thị trường ASEAN hơn 600 triệu dân. Việc Hoa Kỳ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam là bước đi cần thiết cho cả hai bên theo hướng đó. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường là điểm sáng và là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng trong quan hệ hai nước. Đây cũng là những lĩnh vực liên quan đến chất lượng của phát triển bền vững của Việt Nam và của Hoa Kỳ với nhiều thế mạnh có thể chia sẻ. Trong chuyến thăm lần này, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam sẽ trao giấy phép chính thức để xây dựng trường đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ tăng cường đầu tư và hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực nói trên. Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh là yếu tố làm gia tăng sự tin cậy và giá trị chiến lược của quan hệ song phương, cần được tăng cường với các bước đi phù hợp với lợi ích của hai nước. Hai bên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và đặc biệt là tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng vừa được ký kết tại Hà Nội tháng 6 vừa qua, đồng thời mở rộng hợp tác về thực thi pháp luật, chống khủng bố, bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Á Thái Bình Dương, v.v. Hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo cần tiếp tục được đẩy mạnh để góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin, tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Như các bạn biết, hậu quả chiến tranh ở Việt Nam còn hết sức nặng nề, mặc dù đã qua 40 năm rồi. Nhiều thế hệ người dân Việt Nam vẫn đang phải tiếp tục vật lộn với hậu quả chiến tranh khắc nghiệt. Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân, trong đó có các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đã triển khai nhiều hoạt động rất thiết thực để hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh. Quốc hội Hoa Kỳ hàng năm đã thông qua ngân sách hỗ trợ giải quyết các vấn đề
do chiến tranh để lại, trong đó có việc tẩy độc các vùng bị ô nhiễm, giả phá bom mìn, vân vân. Tuy nhiên kết quả vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu thực tế. Để làm tốt chủ trương gác lại quá khứ, chúng ta nên chung tay hàn gắn những vết thương chiến tranh. Đây là vấn đề nhạy cảm, tác động mạnh đến tâm tư tình cảm của nhân dân. Vì vậy, việc hai bên phối hợp giải quyết tốt sẽ là góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai nước. Giao lưu nhân dân là lĩnh vực rất quan trọng để tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ một lịch sử quan hệ không dễ dàng. Tôi được biết nhiều định kiến về Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn còn khá phổ biến. Nhưng tôi cũng biết một thực tế khác là hầu hết những người Hoa Kỳ sau khi đến Việt Nam đều có cách nhìn tích cực và khách quan hơn về Việt Nam, đều có ấn tượng sâu sắc về một xã hội năng động, không kỳ thị, giàu tính nhân văn, về người dân thân thiện, lạc quan, cởi mở. Trong 20 năm qua, chúng ta đã hiểu thêm về nhau, nhưng sự hiểu biết lẫn nhau đầy đủ hơn vẫn cần được tăng cường. Đây là điều hết sức cần thiết để xây dựng lòng tin và quan hệ hữu nghị có chiều sâu. Tôi mong rằng chúng ta sẽ đẩy mạnh tiếp xúc, giao lưu trên tất cả các kênh, nhất là giữa các tổ chức phi chính phủ và nhân dân hai nước. Đặc biệt, còn có một nhân tố hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước là cộng đồng đông đảo người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hiện nay tại Hoa Kỳ là có 2 triệu người đang sinh sống và làm việc, chiếm hơn một nửa toàn số những người dân Việt Nam trên khắp hành tinh. Một lực lượng rất đông đảo đang đóng góp xây dựng đất nước Hoa Kỳ, đồng thời cũng là cầu nối quan trọng để vun đắp cho cái tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Họ là công dân Hoa Kỳ nhưng đồng thời cũng là đồng bào của chúng tôi. Tôi mong chính quyền Hoa Kỳ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, công việc và học tập của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện để họ hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hoa Kỳ và cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Vấn đề nhân quyền là vấn đề mà chính giới và dư luận Hoa Kỳ rất quan tâm, cũng là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước. Tôi khẳng định rằng Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhân quyền, quyền con người. Đất nước chúng tôi tuy còn không ít vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, trong đó có vấn đề quyền con người, nhưng chúng tôi đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi hiểu trong vấn đề này, hai bên chúng ta còn có những khác biệt về nhận thức và cần được tiếp tục thông qua đối thoại thẳng thắn xây dựng để có cách nhìn tổng thể về những thay đổi cơ bản mang tính hệ thống. Từ đó có cách đánh giá khách quan hơn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, không để vấn đề này cản trở đà tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như ảnh hưởng tới việc xây dựng lòng tin giữa hai nước. Hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế là lĩnh vực ngày càng quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Hoa Kỳ trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề chống khủng bố, an ninh mạng, đối phó với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Việt Nam đã và đang cùng với các nước thành viên ASEAN khác tích cực phối hợp với Hoa Kỳ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ thành mối quan hệ có tác dụng ngày càng tích cực đối với hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo hiệu quả của các diễn đàn ALF, ADMM cộng và làm cho APEC đóng vai trò quan trọng trong thực chất hơn trong các dàn xếp về kinh tế và hội nghị cấp cao Đông Á, trở thành cơ chế hợp tác hữu hiệu đối với các vấn đề chiến lược và chính trị ở khu vực. Chúng tôi đánh giá cao của chính phủ Hoa Kỳ ngày càng quan tâm đến tình hình Biển Đông.
bày tỏ kịp thời và nhất quán quan điểm ủng hộ việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không đơn phương thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa hoặc áp đặt kiểm soát trên biển, trên không ở Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh các nước, trong đó có Hoa Kỳ, đóng vai trò tích cực và có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, những bài học kinh nghiệm của lịch sử và những kết quả thực tế trong 20 năm qua cho thấy rõ ràng rằng hữu nghị và hợp tác là hướng đi duy nhất đúng của quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ, là có lợi cho hai nước, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và trên thế giới. Những khác biệt giữa hai nước là thực tế khách quan, là tất yếu trong một thế giới đa dạng, mà trong đó các dân tộc có quyền tìm kiếm, lựa chọn con đường phát triển của riêng mình. Nhưng thực tế trong 20 năm cũng cho thấy hai nước chúng ta có thể chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng và những khác biệt không thể là trở ngại cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, lợi ích tương đồng giữa hai nước càng được mở rộng. Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới cần hướng tới mục tiêu phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Bài học kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua cho phép chúng ta tin tưởng và lạc quan vào điều đó. Tôi muốn nhắc đến một câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt: khi tin là có thể thì bạn đã đạt được một nửa thành công. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước trong tương lai, để hai dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta luôn là bạn, là đối tác tốt của nhau. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn ngài. Như các bạn đã biết là ở Việt Nam chúng tôi mỗi một kỳ đại hội đảng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đời sống chính trị Việt Nam. 5 năm chúng tôi tiến hành đại hội đảng một lần, và mỗi một lần là đánh dấu một cái mốc có thể nói là lịch sử. Riêng sắp tới vào dự kiến đầu năm 2016, chúng tôi sẽ tiến hành đại hội lần thứ 12 kể từ ngày thành lập đảng đến bây giờ. Chúng tôi có lịch sử đảng là hơn 80 năm. Thì đại hội lần này chúng tôi sẽ kiểm điểm lại, đánh giá cái kết quả 5 năm thực hiện chương trình cái đại hội lần thứ 11, và quan trọng và xem việc thực hiện cương lĩnh năm 2011 và hiến pháp mới năm 2013
của Việt Nam thực hiện như thế nào. Trên cơ sở đó, tính toán đến những cái dự báo, những tình hình mới của thế giới, đề ra những cái chủ trương mang tầm chiến lược, nhưng đồng thời cũng có tính trung hạn cho khoảng 5 năm. Đồng thời, một nhiệm vụ thứ hai là phải bầu ra được một cái cơ quan lãnh đạo mới của Đảng giữa hai nhiệm kỳ, tức là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và trong đó có bầu Tổng Bí thư. Riêng về lĩnh vực đường lối chủ trương như ngài vừa hỏi đấy, thì chúng tôi sẽ tập trung vào tiếp tục phát triển kinh tế, coi kinh tế là vấn đề trung tâm. Và trong kinh tế thì tiếp tục thực hiện cương lĩnh 11 và cái chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2020 của chúng tôi. Và với cái nội dung thì phong phú toàn diện, nhưng trọng điểm vẫn là tiếp tục là tăng đổi mới cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng theo cái hướng là tập trung vào phát triển một cách nhanh và bền vững, đồng thời hết sức chăm lo các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng nghèo, những đối tượng yếu thế. Kinh tế chúng tôi tiếp tục hội nhập sâu hơn vào quốc tế. Bây giờ là đã tham gia hầu hết các cái tổ chức kinh tế trên thế giới thì sẽ tiếp tục theo cái hướng đó. Thế còn về chính trị, xã hội thì chúng tôi tiếp tục phải xây dựng, củng cố, chỉnh đốn, đổi mới Đảng, nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng tôi. Trong đó có vấn đề cải cách thể chế, thể chế kinh tế, đổi mới các cái cơ chế chính sách, hoàn thiện luật pháp theo tư tưởng mới của Hiến pháp năm 2013, để xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng những nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện cho được cái nhiệm vụ kinh tế xã hội. Về quốc phòng an ninh, chúng tôi vẫn tiếp tục coi đây là một nhiệm vụ chiến lược, bảo vệ cho được độc lập chủ quyền quốc gia, đồng thời tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước, trong đó có vấn đề biển Đông. Còn các cái khu vực khác chúng tôi phải quan tâm, đặc biệt là vấn đề biển Đông. Còn về đối ngoại thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái phương án, phương châm như tôi vừa nói, một cái đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi theo luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Việt Nam sẵn sàng là đối tác và là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế như các bạn đã thấy trong thời gian vừa qua. Thế còn về các lĩnh vực khác thì chúng tôi cũng có quan tâm, nhưng mà đặc biệt là xin nêu bật những cái điểm đó. Với tinh thần tức là tiếp tục đổi mới hơn nữa, dân chủ hóa xã hội hơn nữa, vừa bảo đảm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên của mình. Xin cảm ơn. Thank you. My name is Jim Keith. I'm a retired American diplomat and currently with McClarty Associates, a strategic business consulting firm. Mr. General Secretary, you just focused in your remarks about the coming Party Congress on economic development and integration. And in your remarks, you mentioned the tremendous success in building the trade and relatively modest success so far on the investment side, the relationships between our two countries. Could you expand a little bit about on those subjects in particular? Remark on what it would take in the next months, years to come to boost trade and investment relations between our two countries. Thank you. Xin cảm ơn ngài. Trong cái phần phát biểu của tôi thì cũng đã dành một cái phần tương đối thích đáng
thì nói về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Và tôi có nói là đây là cái lĩnh vực nền tảng, là động lực cho sự phát triển của hai nước, rất quan trọng cái phát triển về kinh tế, đầu tư, thương mại. Và trên thực tế trong 2 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, thì cái quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước chúng ta có một bước phát triển rất đáng phấn khởi. Chưa bao giờ có những quan hệ kinh tế như bây giờ. Và cũng đã giúp Việt Nam chúng tôi rất nhiều trong việc đầu tư xây dựng, trong việc nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, trong việc đào tạo nguồn nhân lực, lao động cho Việt Nam, vân vân. Nhưng như tôi nói là vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, chưa đáp ứng được nguyện vọng của hai bên. Tiềm năng, dư địa để hai nước chúng ta hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư còn nhiều lắm. Tôi chỉ mong sắp tới với tầm nhìn chiến lược, với những điều chúng ta đã thỏa thuận, nhất là sau chuyến thăm lần này của chúng tôi, muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cái quan hệ kinh tế thương mại của hai nước. Trước mắt, tập trung làm sao cùng các nước khác đàm phán để sớm ký kết được TPP. Và sau khi ký kết được TPP, thì kiên quyết thực hiện những điều mà các bên đã cam kết. Cụ thể thì Việt Nam rất mong muốn Hoa Kỳ là, như tôi vừa nói, sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Mở cửa hàng hóa cho, mở cửa để cho hàng hóa Việt Nam chúng tôi nhập khẩu vào Hoa Kỳ nó thuận lợi hơn, bỏ bớt rào cản đi. Hiện nay còn một số rào cản. Về phía Việt Nam chúng tôi cũng sẽ mở cửa để sẵn sàng đón hàng hóa của các bạn Hoa Kỳ, là nhất là hàng hóa chất lượng cao, trình độ cao, công nghệ cao. Và cũng rất mong các bạn tiếp tục giúp đỡ đào tạo cho Việt Nam nguồn nhân lực. Chúng tôi hiện nay nguồn nhân lực là còn yếu và thiếu, trình độ phát triển còn thấp. Đấy. Rồi mong các bạn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam. Hoa Kỳ là một cường quốc kinh tế lớn mạnh như thế này. Vừa qua là quan hệ thương mại buôn bán hai chiều chúng ta đã đạt 36 tỷ đô la. Nhưng mà cái đầu tư vào Việt Nam để xây dựng tại Việt Nam thì mới đứng thứ 7 trên thế giới thì mình thấy thấp quá. Sắp tới mong là đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam nhiều hơn. Phía chúng tôi sẽ sẵn sàng tạo mọi điều kiện, nhất là về cơ chế tài chính, cơ chế hành chính, rồi các chủ trương chính sách sẽ cùng các bạn bàn để chúng ta thực hiện. Và nếu như sau khi TPP được ký kết nữa, thì tôi nghĩ là đây là cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta phát triển. Cảm ơn. Ms. Kalkulari, Mr. General Secretary, thank you for your remarks. My name is Satu LeMay. I'm the director of the East-West Center, an education, research, and exchange organization that has many cooperative activities with Vietnam colleagues. You referred to the joint statement, the vision statement on defense and on maritime security. I'd like to know more about what you foresee in terms of equipment and systems that Vietnam seeks from the United States, and specific areas of bilateral cooperation regarding the issues of maritime security in the South China Sea. What could we do together to our two countries? Thank you, sir. Cảm ơn bạn. Thì tôi vừa nói là cần thì Việt Nam thì cần rất nhiều. Nhưng mà những nói thì nó mênh mông. Còn riêng về những việc gì để cần về cho cái hợp tác trên biển, thì như các bạn biết là Việt Nam chúng tôi có 3.000 cây số bờ biển. Và có những cái vùng biển cũng tương đối rộng lớn. Chúng tôi coi phát triển kinh tế biển là một nhiệm vụ chiến lược. Đương nhiên là phát triển kinh tế thì gắn với cái bảo vệ cái chủ quyền của chúng tôi ở Biển Đông. Thì những vừa qua Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam cũng rất nhiều. Sắp tới được mong tiếp tục chúng ta theo cái hướng này. Và riêng về lĩnh vực quốc phòng an ninh thì tôi nói là có cái thuận lợi. Năm 2011, hai nước chúng ta đã ký cái bản thỏa thuận về những cái lĩnh vực mà cần phải hợp tác. Và gần đây là có ký về cái tầm nhìn chung về lĩnh vực quốc phòng an ninh.
trong đó đã nêu rõ các cái việc cần làm, thì cũng mong là sắp tới hai bên tiếp tục bàn cụ thể hóa để chúng ta thực hiện một con có hiệu quả hơn, giúp chúng tôi tăng cường cái năng lực khai thác biển, ví dụ như dầu khí như có bạn nói là có thể chúng tôi cũng đang phải tiếp tục trên thế mạnh của Việt Nam kinh tế biển, hay là đánh bắt cá, hay là những cái tàu kiểm ngư, rồi là phối hợp để mà phòng chống bão lũ thiên tai, nghiên cứu bảo vệ môi trường vân vân, những lĩnh vực ấy là Việt Nam chúng tôi đều cần cũng rất trông đợi sự hỗ trợ hợp tác giúp đỡ của Hoa Kỳ. Thank you, Mr. Secretary. My name is Frank Januzzi. I'm president of the Mansfield Foundation. We're a small private foundation engaged in U.S.-Asian cooperation. You mentioned in your talk the importance of human rights in the U.S.-Vietnam bilateral relationship. There are many people in the United States of both political parties who are deeply concerned about the human rights situation in Vietnam. I was pleased to lead a delegation from Amnesty International to your country a few years ago, and I've noticed that over the last couple of years, Vietnam has reduced the number of people arrested for the peaceful expression of their views. I was wondering if you can speak to freedom of expression in Vietnam and whether this trend is one that we should expect to continue. Chúng tôi được biết là vấn đề nhân quyền là vấn đề mà phía Hoa Kỳ rất là quan tâm và Việt Nam chúng tôi cũng hết sức quan tâm, thậm chí coi đây là cái mục tiêu phấn đấu xây dựng của chúng tôi. Tôi cứ nhắc lại cái lời tuyên ngôn độc lập của ngài Thomas Jefferson và chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, cũng nhắc lại bằng cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập năm 1945. Sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng, muốn yêu cầu được cuộc sống tự do, hạnh phúc, sung sướng. Việt Nam chúng tôi coi đây là cái mục tiêu rất cơ bản, chiến lược và phấn đấu để bảo đảm cái quyền, cái lợi ích chính đáng của người dân, từng cá nhân nói riêng và của cộng đồng nói chung. Vừa qua thì Việt Nam chúng tôi đã làm hết sức mình, như các bạn nếu đã sang Việt Nam thì đã thấy rõ rồi. Nó liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đời sống của nhân dân, những người yếu thế và những người nghèo, tập khó khăn. Cộng đồng Việt Nam chúng tôi có lẽ chưa bao giờ có được một cái đời sống dân chủ như bây giờ, quốc hội sinh hoạt dân chủ như thế. Hiến pháp chúng tôi mới thông qua đây có một chương riêng nói về quyền con người, mà bây giờ đang chuẩn bị triển khai xây dựng một loạt cái luật cụ thể hóa này để thực hiện cho được hiến pháp và cái tư tưởng này. Thế còn quyền lợi của mỗi người phải đặt trong cái lợi ích chung tổng thể của cộng đồng, của toàn thể. Thế cho nên là bên cạnh cái chăm lo lợi ích riêng của từng người, thì mỗi một người công dân cũng phải có trách nhiệm chăm lo cái lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc, của tập thể. Giữa hai cái này không nên có xung đột với nhau. Có nghĩa là đất nước nào cũng phải quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi người dân phải tuân thủ theo pháp luật. Còn vừa qua có những trường hợp chúng tôi phải xử lý, thậm chí là người ta bị bắt là do họ vi phạm pháp luật, chứ không phải là vì đi theo tôn giáo hay đi theo dân tộc hay là có cái nói khác thì là bắt, thì không phải. Hôm qua tôi có tiếp xúc với các vị chức sắc tôn giáo, nhiều câu hỏi đến ngày này tôi đã trả lời, gặp nhiều các giới xã hội của Hoa Kỳ Việt Nam. Tối hôm qua nêu vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi rồi. Có những người, người ta nêu là tôi yêu cầu những người chính quyền mãi phải trả lời. Tôi bảo thì hiện nay thủ tục hành chính của Việt Nam, các bạn biết là còn dườm già lắm. Chả cứ gì tôn giáo, chả cứ gì người dân tộc. Tất cả mọi người bây giờ đang phàn nàn là trả lời chúng tôi chậm quá. Vì thế không phải là vi phạm dân chủ nhân quyền. Thế còn ai mà vi phạm pháp luật thì chúng tôi xử lý theo pháp luật. Chắc là Hoa Kỳ và các nước phải thế thôi. Thì trong vấn đề này tôi biết là hiện nay cái nhận thức của chúng ta giữa hai nước cũng còn khác nhau.
thì tốt nhất là nên tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đối thoại để chúng ta hiểu nhau hơn và tìm cái tiếng nói thống nhất, chứ không nên vì vấn đề này mà cản trở quan hệ tốt đẹp, tâm tư thế tốt mà chúng ta đang phát triển như tôi nói vừa rồi. Xin cảm ơn. General Secretary, I'm getting a signal from your team that you have to move on to your next meeting. But I, on behalf of CSIS and all of those collected here, I'd like to thank you very much for your remarkable comments and your frank responses to the questions. Thank you very much. And I wish you the very best on the rest of your visit here in the United States.